trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Chiều mùa thu mưa nhẹ nhẹ, bàn chân bước nghe sao nặng nề. Chuyện chia tay sao không nhẹ bẫng như cầu. Chào em anh về, đừng khóc nhé và đừng buồn. Chuyện yêu đương hợp tan là bình thường. Thì ra đến sau cuối rồi ta mới biết, người chỉ yêu ta một chút thôi. Trời to thế con có khi chưa khi tôi. Mình nhỏ bé như vậy thì yêu đến đây thôi. Vì tình yêu đâu ai dám nói, ít nhiều là xa xa. Vì tình yêu đâu ai biết trước, lúc đông đầy khi hư hao. Là như vậy, một người là như vậy. Người mang trái tim này trao hết cho em vờ như không thấy. Người làm tan nát lòng, làm em khóc nhiều, em vờ như không đau. Tình yêu là trời to thế con có khi chưa khi tôi. Mình nhỏ bé như vậy thì yêu đến đây thôi. Tình yêu đâu ai dám nói, ít nhiều là xa xao. Vì tình yêu đâu ai biết chưa, lúc đông đầy khi hư hao. Tình yêu là như vậy, yêu một người là như vậy. Người mang trái tim này trao hết cho em vờ như không thấy. Người làm tan nát lòng, làm em khóc nhiều, em vờ như không đau. Tình yêu là đúng thế. Tình yêu đâu ai biết chưa, lúc đông đầy khi hư hao. Yêu là như vậy, yêu một người là như vậy. Người mang trái tim này trao hết cho em vờ như không thấy. Người làm tan nát lòng, làm em khóc nhiều, em vờ như không đau.
Và đó chính là Hoàng Phương. Xin chúc mừng Hoàng Phương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin được cảm ơn nhóm bè Sức Sống Trẻ rất nhiều đã tạo nên một cái nguồn cảm xúc thật là dạt dào hơn nữa cho Hoàng Phương của chúng ta với một ca khúc rất là tình cảm. Và ngay bây giờ xin được mời ý kiến của Oras ạ. Chào Hoàng Phương, em có một giọng hát rất ấm áp và khả năng làm chủ cảm xúc, làm chủ sân khấu đáng nể. Chị cảm giác như em không có bất kỳ một cái sự hoang mang nào, và điều đó rất tốt. Nhưng mà em vẫn truyền cho chị vô vàn cảm xúc trong bài hát mà em vừa thể hiện. Chúc mừng em, bởi vì em đã rất tự tin và làm vô cùng tốt. Chúc mừng em. Xin chào anh Phương. Thực sự là hôm nay là đêm debut rồi, Hoàng Phương đã chính thức trở lại. Đây chắc chắn sẽ là cái phần biểu diễn mà giọng hát được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần một cái bục và đứng yên đó hát thôi là khán giả đã đủ mê anh rất là nhiều rồi. Thực sự là tiết mục này rất là hay, đi từ nhỏ đến lớn, cung bậc cảm xúc thay đổi rất rõ ràng. Cảm ơn anh Phương rất nhiều vì tiết mục rất là hay. Cảm ơn hai vị Horus, và cũng hy vọng là quý vị khán giả đã được chạm tới cảm xúc từ ca khúc của Hoàng Phương và sẽ bình chọn cho Hoàng Phương. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Lớp thi thay đổi. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng, cảnh giác theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh oh Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.